Hiện giờ tôi đang ở tầng hầm B1 của tòa nhà Landmark 81, và đây là cái chỗ mà để bước vào để lên cái thang máy đi lên cái tầng Skyview 81, lầu 81. Đây, khi mà mình muốn vào đây thì phải qua cái khu vực an ninh để mà check in, thì nó có cái chỗ mà để soi chiếu. Và ngoài ra thì như các bạn thấy đây là những cái vật dụng mà mình không được mang lên trên là tầng 81 này, ví dụ như thú nuôi, không được lên hút thuốc, không được mang máy xính xách tay, đồ ăn uống, không được mang pin sạc dự phòng. Nhớ là mấy bạn không được mang pin sạc dự phòng nè. Các chất cháy nổ, vũ khí, vật dụng nhọn và chất kích thích. Tại vì do là mình đi cái thang máy nó một lèo là mình lên trên được tầng 81 luôn, nên thay đổi cái áp suất đó là mạnh. Khi mà ở dưới này thì áp suất bình thường, nhưng mà bạn lên cái tầng 81 thì nó sẽ khác với cái tốc độ mà thang máy đi rất là nhanh. Cho nên cái những cái vật dụng mà bị cháy nổ, dễ bị cháy nổ giống như pin sạc phòng, pin dự phòng á, thì người ta không cho mang lên. Thì các bạn nhớ khi mà mình muốn đi lên Landmark 81 để mình tham quan thì mình không mang pin sạc dự phòng. Nếu trong trường hợp mình lỡ mang thì ngay chỗ có một cái khu vực ở chỗ gần thang máy, có thể mình gửi ở đó. Khu gửi đồ, người ta gọi là khu gửi đồ cả lúc lên. Hiện giờ thì mình đang đứng ở tầng 79 của Landmark 81. Đây là một cái nhà hàng. Đây là nhà hàng đúng không em? Nhà hàng gì em? Miwaku. Nhà hàng này Hàn Quốc hay là nước ngoài? Nhật Bản. Nhật Bản hả? Đây là một cái nhà hàng Nhật Bản ở tầng 79, có view rất cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ mình đi là những người đầu tiên để đi lên để trải nghiệm cái sky view ở tầng 81. Bây giờ mọi người theo mình. Ở đây có một mascot gọi là bé May, tiếng Anh là Miss Cloud. Bé rất là dễ thương, màu trắng xanh, biểu tượng của cái sky view này. Và phía sau tôi rất là nhiều. Mọi người có thấy là đây là cái view tuyệt vời. View rất là đẹp, nhìn về phía trung tâm thành phố. Và xa là cái tòa nhà Bitexco và Bến Bạch Đằng. Những cái tòa nhà lớn của thành phố nó tập trung ở hướng này. Đây có mấy cái ghế để mọi giống như dạng xích đu để mọi người ngồi. Đó, các em bé rất là thích. Giờ mình lên trên. Đây là cái khu vực chơi game đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. À, game gì vậy em? Dạ, game tăng thực tế ảo ạ. Có nghĩa là khi mà anh bước vào đó thì anh sẽ bước vào một không gian khác ạ. Thì cái không gian đó là anh có thể trải nghiệm cảm giác leo lên tầng 7, từ tầng 7 chỉ lên tầng 81 rồi nhảy dù từ tầng 81 xuống ạ. À, cái này là bán vé đúng không? Dạ, đúng. Bao nhiêu tiền ạ? Một vé? Dạ, hiện tại bên em vé cho người lớn là 200.000, người vé cho chị em là 130.000 ạ. Ok. Dạ. Rồi, anh cảm ơn. Dạ. Tí nữa anh có thời gian anh sẽ quay lại. Dạ, em cảm ơn. Okay. Anh ạ. Vé cho trẻ em là 130.000, còn người lớn em? Dạ, 200.000 cho người lớn. Thì mình khi mà mình đeo cái mặt nạ rồi vào, cảm giác như là mình từ tầng 79 đi lên tầng 81, và mình có giống như là mình nhảy dù bay xuống dưới mặt đất luôn đúng không em? Cảm ơn. Xin lỗi. Rất là nhiều người đang muốn thử cái cảm giác mà bay từ trên cao xuống thật là ngoạn mục. Bây giờ mình đi lên trên. Đây, cầu thang ở đây người ta làm bằng đá và hai bên là kính rất là sang trọng. Đứng vào đây tí. Hello, một cái điểm mà để mọi người có thể đứng đi chụp hình. Em đứng xa xa tí mới thấy được hết cái chữ Landmark 81 ở dưới chân. Một cái điểm check in mà chắc là nhiều bạn trẻ rất là thích đây. Được không? Lên được không? Dạ.
Chào chị. Bây giờ mình đi qua bên khu vực này. Ở đây mọi người thấy một cái khu để người ta trang trí, nó ghi là Tre Việt Vương Cao. Do là cái hình ảnh tòa Landmark 81, người ta bảo giống như là những cái bó đũa mà nó xếp lên. Bó đũa thì mọi người biết là nó bằng tre, và nó làm thành một cái biểu tượng của Việt Nam, một cái sức sống, một cái sự vươn lên trên tầm cao mới. Ở đây người ta cũng có chú thích nè, có cái phần chú thích cho mọi người biết. Các nghệ sĩ người ta, nghệ nhân người ta làm rất là tỉ mỉ. À bên này. Hello em. Đây là nhà hàng Nhật đúng không em? Nhà hàng Nhật của mình ở tầng 80 đúng không? Dạ đúng vậy. Thì anh quay cái clip giới thiệu cho mọi người biết ở khu vực này. Có gì thời gian rảnh anh sẽ quay lại. Ok. Arigato. Đây, nhà hàng Miwaku Premium là một nhà hàng cao cấp của Nhật Bản. Hàng gì ở đây mình thấy họ trang trí rất là mang thuần chất người Nhật Bản. Bây giờ mình đi tiếp. Để ra ha. Khu vực này thì hồi nãy trời mưa nên hơi ẩm ướt một tí, nhưng bây giờ người ta đã dọn rồi, nó là có một cái bar ngoài trời. Mọi người thấy họ làm những cái bàn ghế theo cái hình bầu rất là đẹp ngoài trời này. Và từ đây mình nhìn xuống thấy cái view rất là ngoạn mục bên dưới nguyên cái khu Central Park và khu quận 2. Còn phía bên này là khu Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình đi tiếp tục vào bên kia. Hình cái khu này cũng là một cái khu mà mấy bạn trẻ rất là check in. Ở đây họ có rất là nhiều cái này là cái quan sát để mà mọi người có thể nhìn xuống. Đây, mình thấy mọi cái nó rất là gần sau qua cái kính này. Bây giờ mình đi lên trên. Đây có mấy bạn ở cái khu vực game, mấy bạn quá trang rất là nhìn rất là bắt mắt và rất là dễ thương. Game này là game Nhật Bản hay sao em? À, trên máy tính hả? Cho anh một tờ. Ok. Chuẩn bị để bước sang một thế giới mới. Có những cô nàng BJ rất là xinh đẹp, dễ thương. Để anh đi vào. Hey, chào lô em. Game này là game gì em? Dạ đây là thực tế ảo. À thực tế ảo. Nó có giống cái game bên dưới không? Dạ. Khi mà đeo vô dạ, giống như nhảy chính là cũng thực tế ảo giống trên đây luôn hả? À giống luôn hả? À. Dạ. Vậy là hồi nãy mình có giới thiệu và sơ qua cái này rồi. Dạ. Cảm ơn em. Ở đây người ta có nhiều cái quầy mà bán đồ lưu niệm của Landmark 81, những cái biểu tượng của cái tòa nhà. Ở đây có bé Mai không em? Không có cái hình bé Mai hả? Miss Glow à? Chưa. Ok, cảm ơn nhé. Đây cũng rất là nhiều cái đài quan sát tiếp theo. Hello em. Hồi nãy anh chụp rồi. Bây giờ để đứng giới thiệu sơ cho mọi người. Đây, tôi yêu Landmark 81. À, rồi. Chỗ này là cái người ta làm một cái background rất là đẹp, có chữ Landmark 81 và cái biểu tượng của cái tòa nhà Vinhome Central Park. Thì ở đây các bạn có thể ghi lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời khi mà mình được đặt chân tới cái tầng 81 của tòa nhà. Và sau khi chụp hình thì có thể lại cái quầy để mình đăng ký đi lấy hình. Cảm ơn. Chi phí một lần là bao nhiêu em?
Dạ, chi phí mình chụp và mình xem hình là free anh. Ừ. Và khi mình muốn gửi hình để mình đem về á, hình có mà chất lượng tốt được là cái kích thước lớn á, thì tấm ảnh đầu tiên sẽ là 120.000. Ừ. Và bắt đầu từ tấm thứ hai sẽ hai combo hai tấm ảnh chỉ có 140.000. Và bắt đầu từ tấm thứ ba trở đi thì mỗi tấm có 50.000. Ok, dạ. Anh cảm ơn. Dạ. Dạ cảm ơn. Ở đây là một cái khu vực quan sát ngoài trời tiếp theo. Ở đây có một cái khoảng ngoài không gian rất là thoáng đãng. Và kiến ở đây rất là rộng để mọi người có thể quan sát ở khu vực bên dưới. Và nếu mà trong trường hợp mà mình có đeo dây an toàn, thắt dây an toàn thì có thể đi lên cái khu vực cao hơn một tí để mọi người có quan sát xuống dưới. Đồ là YouTube Việt. Đây, cao gần 400m, chỉ để thấy ở đây khung cảnh rất là nên hơn của Hồ Chí Minh. Rất là nhiều người được rất là háo hức để đến cái địa điểm này trong cái ngày đầu tiên khai trương. Trong buổi sáng ngày hôm nay, trời thì vừa có một cơn mưa nhẹ, cho nên nó không có nhiều nắng lắm. Nhưng mà mình có thể quan sát từ đây, thấy được cái trung tâm thành phố rất là bao la, rất là ngoạn mục phía bên dưới. Ở đây mình có thể nhìn cái quán cà phê ngoài trời nè. Mọi người thấy từ cái điểm này nhìn xuống khá là đẹp. Đó, từ xa là mọi người thấy nguyên cái Thủ Thiêm và cái bến Bạch Đằng ở bên kia. Bây giờ mình đi thêm một cái cao hơn tí nữa. À, đây là cái cao nhất rồi. Hả? Rồi mình chờ một xíu nha, vài giây rồi mình vô chờ. Đó giờ anh không chơi game, nó không rành lắm nha. Mình leo bằng cái này đúng không? Nếu bên này nó chưa có chặt cái tay anh lắm. Rồi bây giờ bắt đầu vô rồi, chơi rồi anh. Mình nhìn cái số hàng máy á, có số năm tầng mình tắm hết. Thật. Để chờ chút xíu lên xuống. Mình có thể nhìn xung quanh để mình ngắm cái cảnh ở dưới tầng 81 anh. Wow, ghê quá. Đi chơi cái này ai sợ đừng có nhìn qua phải qua trái nha. Cứ nhìn thẳng thôi. Mau lên. Ở dưới thấy có. Rồi, tôi được lên một cái tầng nào. Phía dưới hàng mũi tôm mình có cái bàn tay á, mình ấn lên cái em. Rồi. Bắn súng hả? Rồi, anh nhìn được phía trên cho em. Rồi, mình sẽ có cái súng mình bắn á. Mình sẽ giúp em với. Bước lên hả? Bước lên. Ghê quá vậy. Chạm vô gì em? Dạ, đứng cái bụng anh. Rồi, anh đứng chưa? Chưa. Rồi, anh đứng rồi. Rồi, anh lấy anh vào giúp em nha. Hôm nay nào? Alo. Rồi. Bây giờ sẽ lúc mà mình nhảy dù. Má ơi, anh sợ quá em ơi. Rồi.
Rồi, anh nhìn vô. Rồi, anh nhìn dưới. Rồi. Ôi trời ơi, mình đang ở dưới cái sân của La Mã 81 đây. Wow, cảm ơn. Anh bắt giúp em với, anh giúp em huy hiệu á, rồi cảm ơn anh. Rồi bây giờ bên em xin phép gỡ thiết bị của mình ra nữa. Rồi anh chờ em chút xíu. Rồi tuyệt vời. Tới thôi. Em chuyển phòng một chút. Em gửi anh kia. Ghê là nhất là cái chỗ mà đứng nhìn xuống. Dạ, bên em có cái huy hiệu dành tặng cho anh đó. Ồ, mình có huy hiệu luôn hả? Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Anh em gửi cái này nha. Rồi, ok. Rồi. Cảm ơn hai em. Tuyệt vời quá.